Tử vi tuổi Mùi tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 12 năm 2020 âm lịch tuổi Mùi có được cát tinh chiếu đến hay không và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Mùi sẽ ra sao. Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe xem lời khuyên để các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Mùi sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu. Đặc biệt, đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và mệnh chủ Quý Mùi sinh năm 1943. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và Kỷ Mùi sinh năm 1979. Thứ ba là ngày 29 tháng 12, tức ngày 10 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 1955 và Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 22 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tổng quan tử vi tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tuổi Mùi tháng 12 âm lịch cho rằng vận trình công việc của bạn không được tốt, bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi. Những người gây cản trở cho bạn, dù bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến. Công việc không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến bạn áp lực tinh thần, đè nặng. Bản mệnh phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên, chống lại những điều rủi ro. Trong tháng, bản mệnh gặp phải chuyện đủ rắc rối, phiền phức, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Hơn nữa, do bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn chẳng hề hay biết, thay vì tin lời những người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi Mùi trong tháng này sẽ mắc sai lầm, con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm.
Tháng 12 âm lịch là tháng rất gian nan, vất vả của những người tuổi Mùi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Ngoài ra, vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, mặt tài lộc. Nhìn chung, tài chính của tuổi Mùi tháng 12 âm lịch không được như ý vì công việc không thuận lợi. Tài lộc của tuổi Mùi sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn. Cơ giác này có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu đầu tư mạo hiểm. Thế lợi cần phải thu hồi, đừng tham lam mà mất trắng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, tăng thêm tài lộc, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Tháng 12 này do ngũ hành xung khắc, ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm đôi lứa của tuổi Mùi. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể xảy ra tranh cãi liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong tháng 12 âm lịch, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tay sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ, mang bình an và may mắn cho gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Mùi theo tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy rằng tình trạng không được tốt. Tuổi Mùi thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, tuổi Mùi còn có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch, nên phải hết sức đề phòng. Với những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất thì bản mệnh không nên qua lại nhiều, tránh những chuyện ức chế vô bổ. Phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa nên tập thể dục, ăn uống có chế độ, điều dưỡng cơ thể. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, người tuổi Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi chế tác từ gỗ huyết long và hạt đá mã não đỏ là một loại đá quý có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch. Đem theo vật phẩm bên mình sẽ giúp kỵ tà, hóa sát. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, Đinh Mùi, sinh năm 1967. Vận trình sự nghiệp của con giáp Đinh Mùi tháng 12 âm lịch không có gì nổi bật, thậm chí sự nghiệp bị cản trở bởi kẻ khác ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư nhiều tiền vào một mối làm ăn nào đó, kẻo mất trắng. Đối với những gia chủ tuổi Đinh Mùi thì tháng Kỷ Sửu thật sự là tháng khá nhiều thách thức. Bạn gặp phải những thị phi, vận đen nối tiếp vận đen như mất đồ, mất tiền. Để hóa giải được điều này, các gia chủ có thể thay đổi bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi tháng 12 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục. Công việc có lúc tốt, có lúc lại bị tiểu nhân hãm hại, khiến thực sự mệt mỏi, muốn từ bỏ. Cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này trông núi nọ, chán người bên cạnh, làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của chính bản thân phải chủ động.
Tiền bạc không nhiều nên phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Sự nghiệp của tuổi Tân Mùi tháng 12 âm lịch không được thuận lợi. Những ý kiến đề bạt của bạn khó được cấp trên chấp nhận. Ngoài ra, bản mệnh cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và các mối quan hệ. Vận trình tình duyên cũng không được như ý, kén cá chọn canh làm cho bạn mệt mỏi, chán trường, cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn. Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm nếu bạn không biết tiết chế lời nói và cảm xúc của mình, nhẹ nhàng góp ý với người vợ, chồng để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, tiền bạc cần tiết chế chi tiêu dù kiếm ra tiền, cố gắng tích góp một khoản lớn để còn đầu tư làm ăn về sau. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, nhưng gia chủ tuổi Tân Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc, giúp các gia chủ trước thời cơ nắm cơ hội thành công. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Mùi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch, anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.